Ok và hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Manto đây, lâu lắm rồi các bạn mới thấy mình đứng ở góc này đúng không? Đúng rồi, hôm nay là mình sẽ kiểu sao ta, đổi một cái góc quay mới các bạn à. Bình thường đó là mình sẽ đứng ở ngoài plaza hoặc là mình đứng ở trong thị trấn mình quay. Hôm nay mình chui vô nhà mình quay luôn. Ok, tại cái góc này tôi tâm đắc nhất á. Rồi, thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về cái chủ đề đó là review trước, re-update của Play Together. Thiệt luôn, mới hồi sáng hôm nay tôi làm cái video review phố cổ Hội An á, không biết các bạn nào xem chưa. Chưa xem thì nhớ qua xem nha mọi người, hơi bị hay xỉu luôn á. Với lại nhà bạn decor rất là đẹp luôn. Thì mình chưa kịp thay đồ nữa là mình phải làm một cái video để review cái re-update cho các bạn xem nè. Thì nó sao ta, nó kiểu như khá là nhanh luôn á. Mới hồi sáng làm chưa có gì hết, bùm, nguyên buổi chiều, trời ơi, update một đống luôn. Giờ phải vô review cho các bạn xem nè. Rồi ok, get go. Trước khi bắt đầu video này, nếu như các bạn thấy video của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đây, mình có cái bản thông báo đó là cập nhật bảo trì ngày 11 tháng 1 đấy các bạn à. Cái này đầu tiên chắc chắn là thời gian thôi. Thì bảo trì sẽ diễn ra đó là từ ngày 11 tháng 1 là ngày mai đó, là lúc 6 giờ rưỡi cho đến 11:30 chưa. Wow, bởi bảo trì gì lâu gì vậy. Cũng lâu phết đó nha. Tôi tưởng bản cập nhật này nó chỉ là bản cập nhật nhỏ thôi, nhưng mà cũng lâu phết á, tại mình thấy nó không có nhiệm vụ mới mọi người. Không biết có không ta. Ok thôi, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn cái bảo trì hồi bữa. Bảo trì hồi bữa là từ 6 giờ rưỡi sáng cho đến trời 5-6 giờ chiều mới xong SOS. Rồi ok, cũng đỡ hơn. Rồi đây là chi tiết bản cập nhật ngày 11 tháng 1 nè. Rồi các bạn vô cùng mổ xẻ với mình nha. Thì cái này nó mấy bạn phải mổ xẻ cho mình nó mới vui nha mọi người, chứ để mình tôi nói thôi nó hơi buồn á. Rồi ok, xin chào, chúng tôi là Play Together, cùng tận hưởng mùa đông vui hơn nữa trên đảo Kaya. Mọi người có nhận ra đó là kỳ này cái sự kiện gì ta, mùa đông của Play Together á, không có sự kiện Noel nha. Bình thường thì sẽ có cái sự chuỗi sự kiện của ông già Noel, nhưng mà năm nay lại không có. Thì mình cũng thấy hơi bị hụt hẫng ở khoảng này, nhưng mà không biết là cái sự kiện này nó có bù đắp lại cho mình cái gì hay không. Ok, để tôi mở con chuột lên cho mọi người dễ nhìn. Rồi, ngay cả mùa đông, gì ta, ngay cả mùa đông cũng không thể ngăn cản tôi chính là cần thủ biển băng. Wow, những chú cá xinh đẹp xuất hiện ở vùng biển đóng băng. Hãy câu cá biển mùa đông và thu thập điểm để hoàn thành nhiệm vụ sự kiện. Ồ, vậy là có nhiệm vụ nha. Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ sự kiện, bạn có thể nhận được thuyền câu cá sông băng trôi nổi cực kỳ hoàn hảo cho biển mùa đông. Có thuyền luôn. Wow, ủa cái này hả? Là cái tấm hình này đúng không? Trời, xin, bạn có thể tham gia vào nhiệm vụ bingo. Ồ, lại là nhiệm vụ bingo đó nè. Giống như cái kỳ, chắc tôi nghĩ là sẽ giống như sự kiện slam hồi bữa. Bạn nào chưa xem thì có thể xem lại video cũ của tôi để biết về cái cách bingo nha. Rồi ok. Có được từ hộp băng đông cứng mà bạn có thể kiếm được thông qua câu cá và phần thưởng nhiệm vụ sự kiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được su bingo băng từ phần thưởng miễn phí và nhiệm vụ hàng ngày. Đây là cách kiếm su bingo nha các bạn à. Mình có thể kiếm được từ nhiệm vụ hàng ngày nè và phần thưởng nhiệm vụ miễn phí. Thì cái này là các bạn nào mà có gói tinh tím thì sẽ rất là có lợi luôn. Bạn có thể chơi bingo khi thu thập su bingo băng mỗi khi phá băng. Và mỗi khi hoàn thành bingo nhất định, bạn có thể nhận được nhiều phần thưởng khác nhau. Hãy cố gắng hoàn thành bingo để kiếm trang phục thủy thủ mùa đông. Ồ, cái trang phục này miễn phí nha. Ban đầu mình nhìn cái này á, mình tưởng là mình phải bỏ xèn ra mình mua các bạn à. Nhưng mà cái này là miễn phí nè, mình chỉ cần bingo thôi là được. Cực kỳ hoàn hảo với chủ đề mùa đông nhé. Rồi ok. Thì cái này đó là tôi nghĩ là... Vậy để biết hiểu thêm chi tiết vui lòng nhấn vào nút sự kiện ở phía trên màn hình rồi. Mình nghĩ là cái trò bingo này nó sẽ tương tự như cái chơi video slam hồi bữa. Không biết các bạn nào xem chưa, đó là mình bingo một hàng, hai hàng, ba hàng gì đó thì nó mới cho mình mở cái trang phục thủy thủ này nè các bạn. Ok, thì cái này nó là cũng tương tự hồi bữa thôi, không có gì đặc biệt hết. Cách chơi thì cũng như vậy. Bạn nào mà hồi trước chơi cái sự kiện slam rồi thì cũng sẽ mường tượng ra được cái cách chơi của nó. Ok, và cái ở cái phần này mình sẽ điểm lại đó là mình sẽ có hai thứ rất là quan trọng mình cần phải nhớ. Đó chính là thuyền câu cá sông băng. Cái này thì mình phải đi làm nhiệm vụ để hoàn thành và sau đó mình mới nhận được cái thuyền câu cá sông băng trôi nổi này. Và tiếp theo đó là trang phục thủy thủ mùa đông. Thì đây là cái hình. Ok, tôi nghĩ cái thuyền này nó sẽ như vậy. Nó sẽ là một cái tảng băng đó các bạn. Còn đây là trang phục thủy thủ nè, khá là xịn nha. Ê đẹp bãi. Ê nhưng mà là trang phục nữ hả? Nữ nữa hả? Kìa, ở kìa. Nữ hoài luôn á ba. Trời ơi thiệt luôn á, sao toàn đồ nữ không vậy? Hơi tiếc nhưng mà cũng đẹp. Cái nón đẹp nha mọi người. Rồi vô. Thêm nhà mới liều tiết igloo. Wow, nhà mới mọi người ơi. Woo! Không còn cảm thấy nhàm chán vì chỉ được trang trí nội thất bên trong nhà nữa. Từ giờ hãy thử trang trí cả bên ngoài luôn nè. Wow ơi, trời sao nhìn giống như cái khu cắm trại vậy ta. Woo! Ơi, đẹp nha. Ơi nhưng mà chắc giá mắc lắm á. Nhìn xịn quá là chắc giá cao đó mọi người.
Liều tiết igloo là được thêm vào không chỉ phù hợp với chủ đề mùa đông mà còn cho phép bạn họ thích trang trí cả bên ngoài nữa. Có một chỗ câu cá băng lớn ở giữa liều igloo. Và nghe nói cả loài cá băng chỉ xuất hiện gì ta? Mọi người nói cả loài cá băng chỉ xuất hiện ở đây nữa đấy. Hãy tận hưởng câu cá mùa đông cùng bạn bè ngay tại nhà nhé. Cái liều này là tôi nói thiệt với mọi người luôn nha. Ai mà thích decor mà kiểu lạnh lạnh đồ trang trí Giáng sinh đồ vô đây là tuyệt vời luôn. Với lại hả, cái liều này chắc chắn là băng không bao giờ tan rồi. Tại đó là liều tuyết mà mọi người, mùa nào cũng vậy hết, mình có thể câu cá băng thoải mái rồi. Wow, tuyệt vời. Không biết các bạn thấy sao chứ mọi người xem tới đây thì nếu như mà đón giá của cái liều này là 500kc á, thì có thể comment xuống bên dưới. Chứ tôi mà hả, chứ nếu mà cho tôi đoán nha, sao ta, cái nhà 700kc á thì nó bình thường quá, cái liều này nó mới tuyệt đỉnh là các bạn à, nó decor được ngoài trời luôn. Thì tôi nghĩ với cái giá là khoảng chắc hơn 700 á nha, chắc hơn 700kc á, tôi đoán là vậy á. Ủa mọi người sao, các bạn nghĩ sao thì nhớ comment xuống bên dưới nha. Nhưng mà đa số tôi nghĩ chắc chắn mọi người sẽ comment 500 rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ không dưới giá 700 đâu. Tôi nghĩ vậy thôi, tại cái liều này nó xịn đó mọi người. Các bạn thấy nó đẹp không? Ở ngoài thì nhìn nhỏ nhưng mà ở trong nhìn bự vãi nè. Nó như một cái khu cắm trại luôn. Tôi có cả cái xe nữa nè. Tuyệt vời. Ok, và dưới đây là cải thiện thời gian tải màn hình. À cái này là update thôi, update lại cái tính năng cho nó đỡ lỗi thôi. Ok, và sửa một cái gì ta, sửa đổi khác, sửa lỗi liên quan đến thú cưng và cải thiện một số tính năng lợi ích. Bản tên được thêm, cái bản tên mới luôn nha mọi người. Ok, và trang phục mới sẽ được, trang phục chủ đề mùa đông sẽ được thêm vào Fashion Star Runway luôn nè. Ok, vậy là cái trò chơi Fashion Star này mình sẽ có trang phục mới và thêm hộp bóc thăm mới. Rồi, chuẩn bị bóc thăm nữa rồi. Ơ trời ơi, chuẩn bị mua nhà mà chuẩn bị bóc thăm nữa hả, sao mà thấy tốn kém quá vậy trời. SOS thật sự. Thêm công thức chế tạo mới thì sự chế tác cây ra, cải thiện danh sách quà tặng, quà thư. Ok, quà thư được thêm mới nha mọi người. Và cải thiện giao diện và sự tiện lợi khác. Và dưới đây là một số lưu ý thôi. Lịch cập nhật chi tiết thì sẽ được thông báo riêng. Cái này thì ngày mai thì mình sẽ có thông báo lịch chi tiết nha. Và các bản cập nhật cải thiện sẽ được sửa đổi bổ sung và trong trường hợp đó chúng tôi không báo riêng. Ok, anh cho màn hình. Ok, giống như mọi bữa thôi. Wow. Rồi, vậy tổng kết đó lại là cái bản cập nhật này mình sẽ có cái nhà tuyết mới. Khá là xịn mọi người, nhớ để dành KC là vừa rồi đó, giờ là để dành vừa rồi đó. Chứ lúc đó là chắc không đủ luôn. Chứ tôi lo cho cái số KC của tôi quá à. Và mình sẽ có trang phục thủy thủ nè. Và mình sẽ có thuyền câu cá sông băng, hai món này miễn phí. Thành ra các bạn nhớ là nhiệm vụ nha. Mình để kiếm được thì mình chỉ cần câu cá biển mùa đông và thu thập điểm để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ok, cái này thì chắc cũng dễ. Tại mình nghĩ là đồ miễn phí thì thường sẽ cho các bạn dễ làm, tại đa số là game là toàn là học sinh không à, thành ra là nhiệm vụ cũng không quá khó đâu. Ok, và tụi mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ bingo này để nhận được cái gì ta, cái trang phục thủy thủ nè. Ok, chơi bingo để nhận được trang phục thủy thủ nha. Thì 3 hàng, 5 hàng, 6 hàng hoặc là 10 hàng gì đó là tụi mình sẽ nhận được. Còn cái cách kiếm xu thì tôi cũng chưa mường tượng được. À đây, cách kiếm xu ở trên đây. Rồi, tóm cái máy lại là để kiếm được xu bingo á, thì mình sẽ một là đi câu cá để nhận được cái hộp quà và sau đó mở ra. Và mình phải hoàn thành cái phần thưởng nhiệm vụ sự kiện nè. Thì mình không biết cái phần thưởng nhiệm vụ sự kiện nó sẽ là cái gì, nhưng mà cụ thể đó là làm nhiệm vụ mới có. Thì tóm cái máy là vậy đó mọi người. Ok, và mình có thể kiếm được su băng bằng cách đó là nhận thêm cái phần thưởng miễn phí và nhiệm vụ hàng ngày. Rồi, và sau khi có su bingo thì mình sẽ tham gia cái trò chơi bingo. Bingo nhất định á, 3 hàng, 5 hàng, 6 hàng gì đó thì mình sẽ có thể kiếm được trang phục thủy thủ mùa đông. Thì tôi nghĩ cái trò bingo này thì nó chỉ có một loại như vậy thôi, không có cái kiểu chơi nào khác nữa đâu. Hay là mọi người cứ yên tâm ha, nó sẽ giống như sự kiện slam á. Rồi, ok. Và đây là trang phục thủy thủ với cái thuyền câu cá sông băng, tuyệt vời. Ok, để coi mình coi. Mình có khoảng 600kc mọi người. Trời ơi, tôi đưa ra cái giá 700kc không biết đào đâu ra một đống kc nữa đây. Trời ơi, SOS thật sự, muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Đúng không? Còn cái liều đó nó xịn vãi luôn, không thể nào mà dưới giá 700kc hết mọi người à. Chưa kể đó là cái môi trường nó rất là rộng luôn nha. Mấy bạn để ý là cái nhà nào mà môi trường nó rộng á thì nó sẽ rất là nhiều kc. Tôi đoán là vậy. Ok, còn các bạn có ý kiến gì thì để lại comment xuống bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhớ để lại comment và like video này giúp mình và đăng ký kênh giúp tôi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok, bye bye. Bye bye.